suốt thời kỳ ra hoa kết trái của cây điều, bệnh thắng thư luôn là đối tượng gây hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng hạt điều. Gạch 350SC là sản phẩm thuốc trừ bệnh đặc trị phòng bệnh thắng thư cho cây điều, có thể sử dụng trong lúc ra chồi non, ra hoa và đậu trái. Gạch 350SC, sản phẩm thuốc trừ bệnh chính hiệu của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang. Gạch 350SC, sự lựa chọn đúng đắn của nhà nông. Kính chào quý vị và bà con nông dân. Hồng Anh rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chương trình Nhịp cầu nhà nông. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang thực hiện và hiện đang được phát trực tiếp trên sóng BBTV1 của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, trong chương trình kỳ trước thì chúng tôi đã chuyển tải đến quý vị và bà con trồng điều các biện pháp xử lý ra hoa đồng loạt tăng đậu trái. Và sau xử lý ra hoa đồng loạt, vấn đề bà con đặc biệt quan tâm để đảm bảo ổn định năng suất trên cây điều đó là việc phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại giai đoạn điều đậu trái non. Và đây cũng chính là những nội dung chính mà chương trình ngày hôm nay, chương trình Nhịp cầu nhà nông số tháng 1 năm 2016 chúng tôi muốn đề cập đến. Nhưng trước hết chúng tôi muốn mời quý vị và bà con nông dân, chúng ta hãy cùng làm quen với hai vị khách mời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được giới thiệu Thạc sĩ Doãn Văn Chiến, Chi cục Phó Chi cục Trồng trọt Bảo vệ Thực vật tỉnh Bình Phước. Và cùng tham gia trả lời trực tiếp với Thạc sĩ Doãn Văn Chiến còn có kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong đến từ tập đoàn Lộc Trời. Hồng Anh xin được cảm ơn hai vị khách mời kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong và Thạc sĩ Doãn Văn Chiến đã đến tham gia với chương trình truyền hình trực tiếp Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Và kính thưa quý vị và bà con nông dân, cũng ngay từ giờ phút này, nếu như quý vị và bà con nông dân có những thắc mắc gì liên quan đến cây điều, đặc biệt là việc chăm sóc cây điều giai đoạn đậu trái non, thì xin hãy vui lòng gọi điện thoại về tham gia vào chương trình của chúng tôi ngày hôm nay qua số máy quen thuộc của chương trình 06513 888 882 để được nghe hai vị khách mời kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong và Thạc sĩ Doãn Văn Chiến chia sẻ những thông tin bổ ích cùng với quý vị và bà con nông dân trong việc chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây điều trong giai đoạn này, giai đoạn đậu trái non. Và câu hỏi đầu tiên thì cho phép Hồng Anh sẽ được dành cho kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong ạ. Thưa kỹ sư, năm nay thì theo nhận định của nhiều nhà nông là cây điều tiếp tục ra hoa không đồng loạt. Như vậy thì điều này có nó có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của cây điều hay không ạ? Kính thưa quý bà con, thì như bà con biết thì cái tình trạng năm nay cái thời tiết mưa gió nó cũng không có thuận lợi, do đó là nhiều cây trồng chứ không riêng những cái điều của chúng ta là dẫn tới cái tình trạng là ra hoa không có đồng loạt. Mà hiện tại theo như anh em chúng tôi khảo sát diện tích chung của Bình Phước á, cái tỷ lệ mà ra hoa mà đến thời điểm này mà chưa ra hoa được á thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng từ 20 đến khoảng là 23%, là có khả năng là nó nhìn thì tổng cục á thì nó như vậy. Không riêng của tỉnh Bình Phước chúng ta đâu mà các tỉnh lân cận như là Đồng Nai và những cái tỉnh kế của miền Đông chúng ta trồng điều thì nó rơi vào tình trạng như thế này. Mà không riêng cây điều mà cây xoài nhiều nơi cũng không có, nó cũng mang cái đặc tính là nó cũng ra bông cũng không được đồng đều. Đó là do cái điều kiện của thời tiết nó rất là khó cho bà con trong năm nay. Tuy nhiên ở trên những cái vườn điều nào mà bà con tích cực trong cái khâu chăm sóc và hỗ trợ các biện pháp ra hoa thì trên những vườn đó cái tỷ lệ ra hoa cũng rất là khá. Do đó thì cái việc mà chúng ta muốn đạt được yêu cầu thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài cái việc mà thời tiết. Bên đó thì chúng ta cũng phải lưu ý đến cái khâu mà chăm sóc bà con cần phải tăng cường thêm. Thì theo như cái nếu mà chúng ta tính bình quân chung á, mà chúng ta cứ hàng năm thì chúng ta thường cái bà con để chăm sóc theo cái định mức mà giá cả nông sản. Những năm nào mà cao thì bà con tăng cường chăm sóc, mà cái năm mà thấp mà chúng ta bỏ lơ là thì cái việc đó thì nó cũng không có lợi cho cây điều, mà cái năng suất của chúng ta nó cũng không thể ổn định được. Trên nhiều vườn điều mà chúng tôi đi cùng làm với bà con nông dân thì phần lớn những cái vườn nào mà có chăm sóc thì hầu như các năm năng suất của các năm nó hầu như nó ổn định hơn. Nó không có cái chuyện mà năm quá cao mà năm thì lại không đạt được cái gì hết. Hoặc là năm nó lại được rất thấp, cái năng suất nó rất là bấp bênh. Chính vì vậy mà việc mà chăm sóc điều á, mà trong cái giai đoạn này thì bà con cần phải có những biện pháp hỗ trợ thêm để giúp cho việc ra bông, ra hoa của cây điều nó đạt được. Thì đến thời điểm hiện tại thì bà con thấy những cái cơn mưa cuối mùa hầu như nó cũng giảm khá nhiều rồi, hầu như là không có nữa. Thì cái việc mà ra bông của cây điều, những cái cây mà cái thời điểm vừa rồi như theo so với cùng kỳ nữa, bà con thấy nó ra bông nhưng mà tới hiện tại giờ nó chưa ra được. Thì có khả năng là nó sẽ, một số cây nó sẽ ra được trong cái giai đoạn có thể là sau Tết. Thì nó, theo nhận định của tôi thì nó có khả năng nó sẽ ra được sau Tết, nhưng mà phần lớn chúng ta vẫn bị mất đi cái tỷ lệ nó khoảng từ 20 cho đến khoảng 23% là có khả năng nó sẽ không ra được bông, do quá trình phân hóa mùng hoa của nó gặp nhiều cái việc mà như là tác động của cái thời tiết như mưa làm cho việc phân hóa mùng hoa không được đồng đều. Chính vì vậy ra hoa nó cũng không được đồng loạt như mong muốn của bà con. Tuy nhiên mà thì những cái phần mà nó đã ra bông được rồi, ví dụ như khoảng là
những cái tỷ lệ mà ra bông còn lại thì bà con cố gắng chăm sóc, thì chúng ta giữ được những cái tỷ lệ bông đó là chúng ta sẽ làm cho nó không bị rụng như là trái non hay là không bị sâu bệnh gây hại, thì chúng ta có khả năng duy trì và ổn định được cái năng suất như hàng năm mà chúng ta đang thu hoạch. Chúng ta thấy là hiện tại nhiều vườn điều đang vào giai đoạn bung hoa và nở rộ, chỉ có một số ít là đang trong cái giai đoạn đậu trái. Như vậy thì theo ông Doãn Văn Chiến thì bà con cần phải lưu ý những đối tượng gây hại nào ạ? Kính thưa bà con, kính thưa quý bạn xem đài, thì đối với thời điểm này Dũng anh Phong cũng đã trao đổi với bà con, thì do cái điều kiện của thời tiết năm nay nó cắt mưa trễ, thành ra cái việc mà cây điều nó ra bông nó không chúc lá được, thành ra là cái việc ra đâu không đồng loạt. Thành ra bây giờ trong cái giai đoạn qua khảo sát của chúng tôi cũng như anh Phong cũng đã có cái kết thì danh qua dạy là hiện nay á, là cây điều đang thời kỳ ra bông làm trái non, thì cái đến thời điểm này qua cái đánh giá thì qua cái nhận xét và khảo sát ở dưới các địa phương á, thì đến thời dài thì với cái điều kiện thời tiết năm nay thì tôi hy vọng một cái điều chúng ta sẽ có một cái vụ nó bà con sẽ có một cái vụ nó sẽ khả quan hơn những năm khác. Và một cái nữa đó là do cái giá điều nó năm nay cũng giá rất là khá cao đó, thì là bà con mình cũng đã có một cái bước đó là chăm sóc đó, cắt tỉa chăm sóc, thành ra đây cái mà dấu hiệu để chúng ta giúp cho cái việc mà vụ điều năm nay nó sẽ có hy vọng có một cái năng suất chất lượng tốt. Còn từ giờ đến khi mà như em chị vừa xong đưa ra đó là đến thời điểm thu hoạch thì rõ ràng thì qua đánh giá của chúng tôi thì có mấy cái đối tượng mà chúng ta cần phải lưu ý, bà con phải lưu ý. Đó. Thứ nhất chúng ta xem xét nếu như mà có những cái cơn mưa trái vụ thì chúng ta phải có những cái biện pháp để chúng ta xem xét vườn để phòng chống bệnh cho nó kịp thời, đặc biệt cây bệnh than thư. Còn hiện tại bây giờ trong giai đoạn mà ra cây điều ở giai đoạn mà trái mưa trái non đó, thì chúng ta phải xem xét đó là bỏ xít này, bỏ trĩ này. Thì chúng ta để có một cách chúng ta xử lý cái thuốc bảo vệ thực vật cho nó phù hợp, giúp cho cái trái thứ nhất là nó sáng đẹp, thứ hai là cái năng suất nó không bị tránh bị rụng và đạt cái năng suất chất lượng cao nhất. Hồng Anh xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi từ phía thạc sĩ Doãn Văn Chiến ạ. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, và trước khi chúng ta cùng trao đổi tiếp với các vị khách mời tham gia vào chương trình ngày hôm nay, thì Hồng Anh xin mời quý vị và bà con nông dân chúng ta hãy cùng tìm thực tế tại các vườn điều qua phóng sự ngắn sau đây. So với nhiều loại cây trồng khác, cây điều không đòi hỏi chế độ chăm sóc cao cũng như chi phí đầu tư khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong muốn, người trồng cần thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật cũng như bám sát tình hình thời tiết để áp dụng xử lý kịp thời. Anh Nguyễn Duy Vượng ở thôn 4 xã Long Hưng, huyện Phú Riềng cho biết, thông thường giai đoạn cây điều ra hoa đậu trái, gia đình anh thường phun xịt 3-4 đợt thuốc để quản lý bệnh hại, đồng thời bổ sung thêm phân bón lá để cây ra hoa đậu trái tốt hơn. Tuy nhiên, muốn đạt hiệu quả cao, vấn đề quan trọng nhất vẫn là theo dõi thời tiết và quan sát vườn để kịp thời xử lý khi có những dấu hiệu bất lợi cho cây điều. Theo như nhà nông của chúng tôi năm nay thì thấy là cả một vấn đề là băn rất như là băn khoăn, bởi vì cái rụng lá của cây điều là năm nay là nó không có đều, nó ra cây rụng mà cây không, mà cái chất lượng của những cái cây nó ra bông rồi ấy, thì nó cảm thấy nó yếu lắm, cái nhành bông nó ra nó không được khỏe mà nó không được mập mạp như mọi khi. Thế rồi trong khi đó thì nó cũng ảnh hưởng một số vấn đề đến là sâu bệnh của nó ví dụ như cái sâu cái con sâu vẽ bùa của lá là năm nay cũng thấy nhiều này. Rồi cái con muỗi, bọ xít muỗi là nó chích vào cây cũng nhiều. Thực tế cho thấy, tuy thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến quá trình ra hoa đậu trái của cây điều, song nếu có sự chủ động trong các khâu chăm sóc, người trồng sẽ hạn chế tối đa tình trạng mất mùa. Điều quan trọng nhất là ở thời điểm cây điều nở hoa và đậu trái, bởi sâu bệnh có thể phát sinh và gây hại, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và sản lượng thu hoạch. Nắng nhiều, nắng gay gắt mà đêm lại lạnh, nên là không có được đồng đều, cây điều nó cây ra, cây không lộp chộp. Thứ hai nữa là nếu mà như bà con lo ngại nhất là sợ đến lúc mà nó ra bông rồi, nó lộn rồi mà lại bị mưa thì nó sẽ bị bệnh than thư nhiều và bị rụng trái non. Lúc mà ra chung chúm hoa như này thì hỏi thăm những cái thuốc đó thì thường thường là nó cho thịt xịt những cái loại thuốc là bung hoa ra, rồi là dưỡng lại như thế. Thường thường như nhà vườn như tôi là tôi thường xịt những cái loại là cái rong bĩnh cho nó mát, rồi nó bung hoa ra cho nó đẹp. Vụ điều năm nay đang bắt đầu với nhiều tín hiệu lạc quan khi người trồng có sự quan tâm đầu tư chăm sóc đặc biệt. Nhiều nông hộ có sự lựa chọn cải tạo, nâng cao năng suất hay xen canh để tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí đầu tư.
Chính vì thế, dù diện tích điều giảm, nhưng chất lượng các vườn điều hiện được cải thiện rất nhiều. Người trồng không chỉ quan tâm năng suất mà còn tìm giải pháp nâng cao chất lượng hạt, bởi giá thu mua luôn có sự chênh lệch dựa vào phẩm chất hạt. Để hạt điều sáng bóng, chắc mẩy, thu hồi cao, đòi hỏi người trồng có sự chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, cũng như hướng dẫn của các kỹ sư chuyên ngành. Vâng, quý vị và bà con nông dân của chúng ta vừa được theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình Nhịp cầu nhà nông của chúng tôi vừa mới thực hiện được. Và qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy là vấn đề mà bà con trồng điều hiện nay quan tâm nhất vẫn chính là vấn đề thời tiết. Và rất nhiều bà con cho rằng là thời tiết có thể làm khô bông, làm rụng trái non hoặc là làm trái nhăn nheo không sáng bóng. Như vậy thì thưa kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong, vấn đề này thì có đúng hay không? Và chúng ta có biện pháp gì để khắc phục ạ? Kính thưa quý bà con, thì như phóng sự vừa rồi thì bà con thấy cái quan tâm đó thì của bà con trồng điều chúng ta thường thấy là những năm mà thời tiết nó thất thường là chúng ta rất là lo. Tại vì nếu giả sử cái thời điểm này thì như phóng sự vừa rồi của một anh nông dân có nói vấn đề là bọ xít mũi năm nay thấy nhiều hơn so với những năm trước. Thì do cái điều kiện mà chúng ta có những cơn mưa trái mùa để làm cái ẩm độ trong đất nó cũng cao và kéo theo thì có nhiều ngày chúng ta sẽ thấy là thời tiết nó sẽ âm u. Và đó là cái điều kiện phát triển của bọ xít mũi rất là mạnh. Và đồng thời là các bệnh tháng thư, những cái điều kiện này là tạo điều kiện tốt cho cái bệnh tháng thư phát triển. Để khắc phục được cái biện pháp này thì bà con phải tiến hành cái biện pháp là chúng ta thăm vườn thường xuyên. Sau đó thì chúng ta có thể sử dụng bằng các cái chất hỗ trợ nó ra hoa, hoặc là chúng ta có thể sử dụng bằng các cái thuốc về nông dược để chúng ta hỗ trợ để bảo quản được những trái non. Đặc biệt cái giai đoạn này thì chúng ta biết điều đã tượng trái như là hạt đậu, hạt bắp, có thể có một vài nơi đã cũng có một vài trái chín bói lác đác. Nếu như chúng ta mà quan tâm mà chúng ta chăm sóc mà phun xịt những cái thời điểm mà nó cần thiết thì chúng ta có thể là giúp cho cây điều nó ra bông, nó sẽ được đẹp hơn. Cái thứ hai là cái trái là chúng ta cũng hạn chế được cái bệnh tháng thư làm cho nó đen trái. Đồng thời khi cái bọ xít mũi mà chúng ta quản lý tốt á, thì nó cũng không có bị xù. Cái trái chúng ta khi bị chích hút nó cũng không bị xấu. Và những cái năm mà thời tiết mà xấu như thế này thì bà con nên phải sử dụng thuốc mà chúng ta có lựa chọn một chút xíu thì chúng ta sẽ quản lý được cái chất lượng của cái sản phẩm của chúng ta sẽ đẹp hơn. Và khi đó chúng ta bán thì người thương lái người ta sẽ không có trừ cái giá của chúng ta. Thường thì chúng ta thấy là những cái năm mà điều mà nhất là những năm mà mưa nó bất thường như thế này mà đem điều ra bán thì thường người ta sẽ nhìn vô cái bao điều chúng người ta sẽ đánh giá là ví dụ có cái tỷ lệ điều đen thì người ta sẽ trừ trong đó là bao nhiêu phần trăm, thì người ta sẽ có ước lượng người ta sẽ trừ là khoảng bao nhiêu ký. Thì cái đó là nếu chúng ta tính ở cái tỷ lệ thấp nhưng mà chúng ta cộng dồn nhiều lần chúng ta đem đi bán thì cái tỷ lệ nó cũng khá là cao. Đó là theo tôi tham gia với cái điều này cũng thời gian thì tôi thấy là khi bà con mua bán thì chúng ta thấy là cái điều đó nó thường nó xảy ra. Chính vì vậy mà cái việc mà chăm sóc cái giai đoạn này chúng ta phải cố gắng là chúng ta là thăm vườn thường xuyên và chúng ta can thiệp rất kịp thời thì chúng ta sẽ khắc phục được cái biện pháp này. Bởi vì ngoài chất lượng điều ra thì cái hình thức cũng là một cái vấn đề hết sức quan trọng đúng không ạ? Đúng rồi. Như vậy thì từ thời điểm này cho đến khi thu hoạch thì những vấn đề nào sẽ phát sinh trên cây điều làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng? Với câu hỏi này Hồng Anh sẽ được dành cho thạc sĩ Doãn Văn Chiến ạ. Cũng như trao đổi cái ngay từ đầu tôi đã trao đổi từ giờ đến thời điểm thu hoạch của cây điều thì rõ ràng là chúng ta đây là cái thời điểm chúng ta quyết định. Chúng ta quyết định đến cái chất lượng giống như anh Phong đã trao đổi đó là gì, chăm sóc tốt để nó giữ được cái trái nó hoàn thiện ở trên cây, không tránh bị rụng. Vì chúng ta đã biết rồi, đến thời điểm hiện nay là cái biên độ nhiệt độ ngày đêm của chúng ta ở tỉnh Bình Phước là khá cao. Đây những cái mà yếu tố mà chúng ta có thể là gây cho cái rụng trái điều. Và thứ hai nữa như anh Phong cũng đã trao đổi với nhau đó là cái gì, đây là cái điều kiện mà bọ xít mũi nó rất phát sinh. Nếu chúng ta không thăm vườn thường xuyên, chúng ta không kiểm tra tốt thì rõ ràng là những cái đối tượng nó sẽ gây hại trên cái điều của mình. Và như vậy thì nó sẽ giảm cho cái năng suất của cây điều. Và cũng thưa bà con là giờ đến khi mà cây điều thu hoạch á, thì chúng ta cần phải thường xuyên thăm vườn. Và chúng ta cũng phải lưu ý một cái đó là chúng ta phải xem xét cái thời tiết trên cái để chúng ta có cái biện pháp phù hợp. Ví dụ như mưa chẳng hạn hoặc là sương chẳng hạn thì đó là những cái yếu tố mà có thể là gây ra cái bệnh than thư trên cây điều. Mà than thư rồi thì mà nó làm khô bông rồi là khô trái, khô gỗ trái mà sẽ ảnh hưởng đến cái việc đó là cái năng suất có được tốt hay không. Như vậy thì khi mà bà con mà chúng ta quan sát được tốt cái vườn của mình, giám sát tốt thì chúng ta có những cái biện pháp hỗ trợ như là dùng các cái hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật để giúp cho cái trái nó phòng bệnh tốt. Và thứ hai nữa trong cái quá trình như vậy thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái lượng dinh dưỡng để làm sao, hoặc là những cái chất mà ví dụ bo hoặc là canxi đó thì để cho cây trái nó sẽ chắc rồi nó bóng sáng hơn. Và cũng là nâng cao cái giá trị của cái hạt điều
Khi ra thu mua thì chúng ta sẽ các nhà thu mua họ sẽ có những cái đánh giá tốt cho cái vấn đề mà sản phẩm điều của mình. À, như vậy là có rất là nhiều những cái vấn đề mà bà con nông dân trồng điều cần phải lưu ý để đạt được năng suất và chất lượng như mong muốn trong vụ mùa tới, đúng không ạ? Xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi từ phía hai vị khách mời, kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong và thạc sĩ Doãn Văn Chiến. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, và trước khi chúng ta cùng đến với những câu hỏi, những thắc mắc của bà con nông dân gọi điện thoại về tham gia vào chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, thì Hồng Anh xin mời quý vị chúng ta hãy cùng dành một phút để nghe thông điệp của nhà tài trợ dành cho chương trình. Ông là ai vậy? Bộ hồi nào đến giờ chưa có chuyện Aladdin và cây đèn thần sao? Có gì cần ta giúp không? Vậy ông làm sao cho vườn cây mau lớn đi? Ồ, tưởng gì dễ ợt, ta tặng nhận ngươi đây. Phân bón lá cao cấp Bloomflower là giải pháp giúp cây trồng sinh trưởng nhanh, tăng cường hệ thống rễ, hạn chế hiện tượng rụng trái non. Bloomflower sử dụng hiệu quả trên nhiều loại cây trồng như cao su, cà phê, tiêu, điều, cacao, cây ăn trái, là sản phẩm thân thiện với môi trường. Bloomflower hoàn toàn không gây hại cho cây trồng, an toàn cho thiên địch. Bloomflower, sản phẩm của công ty DV Group Sen Ấn Độ với công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang độc quyền phân phối tại Việt Nam. Chào đón quý vị và bà con nông dân cùng quay trở lại với chương trình truyền hình trực tiếp Nhịp cầu nhà nông. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước phối hợp cùng với Tập đoàn Lộc Trời thực hiện và hiện đang được phát trực tiếp trên sóng BBTV1 của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Và với chủ đề chăm sóc cây điều thời kỳ đậu trái non thì chương trình ngày hôm nay đã nhận được sự tham gia tư vấn từ phía hai vị khách mời, thạc sĩ Doãn Văn Chiến và kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong, hy vọng sẽ đem đến cho quý vị và bà con nông dân thật nhiều những thông tin hữu ích liên quan đến việc chăm sóc, việc bón phân, việc phòng trừ sâu bệnh cho cây điều trong giai đoạn này. Và qua số máy 0651388882 thì ngay bây giờ đây Hồng Anh xin mời quý vị và bà con nông dân hãy cùng lần lượt đến với từng câu hỏi, từng thắc mắc của bà con nông dân gọi điện thoại về cho chương trình. Tôi ở vùng đăng này, tôi muốn hỏi cái vườn điều mà ta trái có những cây hết chờ cũng chưa ra là lá thì còn đang xanh lắm mà lại chưa ra bông ra chi cả, thì không biết là anh có sau này anh có ra được nữa hay không, biết đây là phun cái thuốc gì hay là chăm sóc thế nào để cho anh ra hoa đồng loạt. Hồng Anh xin được cảm ơn câu hỏi của một vị khán giả đã gọi điện thoại về cho chương trình đến từ huyện Bù Đăng và rất là chia sẻ với cái tình trạng bệnh mà hiện nay vườn điều của chị đang gặp phải, đó là tình trạng ra hoa không đồng loạt trên cây điều trong thời điểm này. Và với những thắc mắc này thì trước tiên xin được mời phần tư vấn từ phía kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong ạ. Xin kính chào quý bà con, xin chào chị. Thì đối với việc mà ra hoa ngay đầu chương trình chúng tôi đã nói là do cái ảnh hưởng của thời tiết năm nay nó không được là như mong muốn. Chính vì vậy việc ra hoa của cây điều nó không được như ý của chúng ta. Thì bà con biết là theo đặc tính của cây điều thì khi mà nó kết thúc cái mùa mưa, cây điều nó sẽ xuống lá và nó sẽ bung tược và nó ra hoa. Tuy nhiên trong cái quá trình đó là cái quá trình phân hóa mầm hoa của cây điều. Tuy nhiên thì những cái thời điểm mà chúng ta thấy là điều nó xuống lá thì lại gặp những cơn mưa mà kêu là chúng ta hay nói là mưa muộn á, thì nó làm cái quá trình phân hóa mầm hoa nó không được. Trong quá trình mà chuyển đổi từ quá trình sinh thực thì nó sẽ chuyển ra giai đoạn sinh sản thì nó không có phát huy được mà nó chuyển ra giai đoạn là phát triển luôn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy bộ lá của cây điều nó ra xanh tốt nhưng mà nó lại không bung bông được ở cái thời điểm này. Tuy nhiên không phải là tất cả cái điều của chúng ta đều bị như vậy, thì nó sẽ có trong cái vườn điều chúng ta sẽ có nhiều cái giống điều nó khác nhau. Thế nên cái việc phân hóa mầm hoa của những cái cây điều trong vườn nó cũng không có cùng pha với nhau. Có thể nó sẽ lệch nhau từ 5 đến 7 ngày. Có thì nhưng mà cái thời điểm mà nó phân hóa mầm hoa mà chúng ta gặp mưa là coi như nó bị ngẹn bông. Không riêng cây điều mà nhiều cây trồng khác như đầu chương trình tôi cũng nói. Do đó thì cái việc mà nó ra hoa cây điều rất là khó khăn. Thì giai đoạn này là bước vô giai đoạn là nắng gắt mà chúng ta có thể sử dụng các cái chế phẩm hỗ trợ việc ra hoa thì sẽ giúp cho cây điều nó có thể là bước sang cái giai đoạn mà Tết nó có thể là nó ra hoa được. Thì chúng ta có thể sử dụng các loại phân bón lá có hàm lượng lân cao để nó giúp cho cái việc hỗ trợ phân hóa mầm hoa giai đoạn này sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì bà con có thể là sử dụng cái bom lơ ở cái giai đoạn này để giúp cho việc hỗ trợ ra hoa. Đây là cái chất hỗ trợ ra hoa chứ không phải là chất kích thích ra hoa nha bà con. Thì chúng ta có thể sử dụng ở cái giai đoạn này để giúp cho cái điều nó ra hoa cho nó được tốt hơn. Và trên những cái vườn điều mà đã ra hoa rồi mà chúng ta sử dụng cái bom lơ thì nó sẽ làm cho cái bông của cái cây điều nó vươn dài ra. Và khi vươn dài ra như vậy thì chúng ta thấy là cái việc
mà tăng cái sức sống của hạt phấn, nó sẽ giúp cho cái việc thụ phấn của cái cây điều nó sẽ được hiệu quả cao hơn. Thời điểm này là nếu chúng ta có thể là sử dụng cái bom lơ chúng ta can thiệp ở giai đoạn này thì nó rất là hiệu quả. Còn những cái cây mà chúng ta thấy là nó bị cái tình trạng mà nó, chúng ta nói là cái tình trạng mà phân hóa mùng hoa nó không được thành thục mà nó chuyển ra cái giai đoạn mà sinh trưởng sinh thực luôn, thì giai đoạn này chúng ta kích thì rất là khó ra hoa. Do chính vì những cái đó thì chúng bà con cần lưu ý mà khi chúng ta chăm sóc mà chúng ta nên lưu ý là những cái cây nào mà nó đó có cái búng cái ra cái nụ và búng ra cái hoa rồi thì chúng ta tập trung chăm sóc cái này sẽ hiệu quả nó sẽ cao hơn. Còn riêng những cây kia thì chúng ta có kích nhiều đi chăng nữa nó ra hoa rất là yếu và phần lớn là nó sẽ ra hoa muộn. Nếu mà ra hoa muộn thì nó lại rơi vô cái giai đoạn mùa mưa chúng ta thu hoạch thì lúc đó lại cũng không được là bao nhiêu cả. Do đó thì cái giai đoạn này chúng ta lưu ý của bà con là chúng ta có thể sử dụng là cái bom lơ giai đoạn này để chúng ta nó hỗ trợ nó ra hoa. Ngoài ra thì cái yếu tố mà do thời tiết nó âm u như trong cái phóng sự vừa rồi bà con thấy thì cái việc mà gây hại của cái bệnh tháng thư và bọ xít mũi nó cũng rất là nhiều. Do đó thì bà con nên phòng trừ cái bệnh tháng thư và bọ xít mũi. Thì trên thị trường thì nó cũng có rất nhiều cái sản phẩm để chúng ta có thể phòng trừ được hai cái đối tượng này. Thì bà con có thể sử dụng là cái Carban 50SC để chúng ta phòng trừ cái bệnh tháng thư. Chúng ta pha ở cái liều lượng khoảng là 1 lít, pha cho khoảng là 3 phi 200 lít nước. Hoặc là cái Siberang, cái loại 10OC chúng ta có thể là pha là 1 lít cho khoảng là 3 phi. Thì chúng ta có thể phối trộn chung được ba cái chất này là bom lơ cộng Carban và cộng Siberang chúng ta phun ở cái giai đoạn này. Thì chúng ta vừa quản lý được cái sâu bệnh hại và cái chúng ta có hỗ trợ ra hoa của cái điều này sẽ hiệu quả hơn ở trong cái thời kỳ này. Hồng Anh xin được cảm ơn những hướng dẫn hết sức là chi tiết từ phía kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong đã dành cho bà con nông dân trong chương trình ngày hôm nay, đặc biệt là dành cho câu hỏi của vị khán giả vừa rồi đến từ huyện Bù Đăng. Và hy vọng là qua những thông tin chia sẻ vừa rồi thì bà con sẽ hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng ra hoa không đồng loạt trên vườn điều của gia đình mình để có phương pháp xử lý kịp thời. Mình chúc bà con áp dụng thành công. Còn bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng dành thời gian để tiếp tục nghe những băn khoăn thắc mắc khác. Cái thắc mắc đầu tiên của chúng tôi là bây giờ là giả dụ như là làm sao mà để đưa được những cái cây mà chưa rụng lá lên đó, là nó rụng lá đều đi một loạt. Cái thứ hai là giả dụ như là bây giờ mình sử dụng những cái thuốc gì để mình đưa cái tăng trưởng của cái cây lên nó để nó tạo ra những cái mầm bông cho nó tốt hơn, hoặc là những cái thuốc trị bệnh, trị muỗi, trị sâu như mọi khi thì chúng tôi thường dùng, nhưng mà nếu như bây giờ mà có những cái sản phẩm mới hoặc như có cái sản phẩm mà nó chất lượng hơn thì cũng rất là mong là các nhà khoa học rồi các những công ty bảo vệ thực vật, các thành phần ở trong xã hội là tiếp cận được với, là giúp đỡ với người. Hồng Anh xin được cảm ơn câu hỏi vừa rồi của bà con nông dân gọi điện thoại đến tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Và với những thắc mắc này thì trước tiên xin được mời phần tư vấn từ phía thạc sĩ Doãn Văn Chiến ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thưa anh, như cái ngay từ đầu thì cái câu hỏi của anh cũng chưa rõ quá, chưa được rõ được cái ý, nhưng mà tôi cũng ở đây thì cũng xin tư vấn cho anh một cách nó đầy đủ như thế này. Thì rõ ràng mình như anh Phong vừa xong đã trao đổi với chúng ta rồi đó, thì cái việc mà cây điều muốn ra hoa một nó sinh trưởng tốt cho một cái vụ bội thu á, thì cái việc mà khâu chăm sóc, từ khâu chăm sóc đến khi bắt đầu từ chăm sóc, đó là chăm sóc là gì, bón phân, tỉa cành, tảo tán, rồi đến cái thời điểm ra bông á, thì chúng ta phải có những cái biện pháp đó là hỗ trợ cho cây nó được đảm bảo cái yếu tố đó là gì, cây nó phải sung sức, nó phải khỏe, thì như vậy thì cái đọt bông nó ra, nó mới cơi nó ra, nó mới đảm bảo theo yêu cầu. Về cái việc mà thuốc đến thời điểm hiện nay á, cũng nói với anh là gì, thời điểm hiện nay cây điều của chúng ta thì có rất là nó ra không đồng loạt. Thì giống như anh Phong nói vừa xong đấy, hiện tại bây giờ là có khoảng 20% là cây không thể bung được do cái quá trình mà phân hóa mầm hoa không được tốt. Tức là không có một cái thời gian chu kỳ nó kéo dài cây khô để cái phát hoa nó ra được, thành ra là cây điều chuyển luôn sang cái giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng, thành ra cái việc mà nó lại tiếp tục ra tán nọc tiếp, thành ra là cái việc đó thì chúng ta khó tác động. Và nếu như mà có ra hoa thì cái việc mà bông nó xả cũng sẽ không được đạt theo yêu cầu, thành ra là chúng tôi cũng khuyên bà con đó là gì, khuyên anh đó là cái việc đối với điều của anh á, thì tốt nhất là anh phải chăm sóc cho nó tốt, và thứ hai nữa là khi mà cây trong cái thời điểm mà chúng ta ra chuẩn bị cho cái vụ điều á, thì chúng ta phải có biện pháp tác động ngay từ đầu, chứ không phải đến thời điểm mà cây
10 cây, một cái 9 cây ra bồi một cây thì anh lại thêm cái đó, thì thật ra là nó khá phí cho cái vấn đề đầu tư của anh. Và như vậy bây giờ thì đối với thuốc thì ở trên thị trường cũng rất là nhiều. Chúng ta có thể, chút nữa anh Phong sẽ tư vấn thêm về cái việc thuốc sâu hay thuốc bệnh. Nhưng mà đối với việc này thì cũng nói với anh rằng sao, chúng ta phải quan sát cho nó tốt nhá. Chúng ta sử dụng cho nó đúng, chứ không phải là thấy là chúng ta là xịt. Giống như anh, chúng tôi cũng nói với bà con nông dân, đó là sao chúng ta phải thường xuyên thăm vườn, đúng không? Để làm sao chúng ta phát hiện được những cái đối tượng gây hại. Đó, để chúng ta sử dụng thuốc cho nó đúng, đó là sử dụng cho bố đúng, đúng không? Và cũng nói bà con là sao chúng ta phải chọn thuốc cho nó đảm bảo, chứ không để thấy cái vườn thấy người ta phun mình cũng phun thì rõ ràng là thứ nhất là đã phí tiền cho mình, và thứ hai nó không cần thiết đối với cái thời điểm đó. Như vậy thì cũng khuyên bà con đó là gì, chúng ta cũng phải chịu khó thăm vườn của chúng ta, đúng không, để xem cái vườn cây đó nó bị nó ở thời điểm gì. Ví dụ thời điểm mà nó đang bung cái chồi ra mà chúng ta không xịt thì rõ ràng là bọ xín muỗi hoặc những cái khác nó xịt và nó chích vào, thì rõ ràng đây nó gây thiệt hại cho cái vườn điều của mình. Và nếu dạng sau mà chúng ta có thêm một cái gì nữa thì cũng nó tác dụng của nó rất là ít. Như vậy thì cũng khuyên bà con là gì, chúng ta phải chăm sóc, quan sát cho kỹ. Và một cái vấn đề nữa là sao, chúng ta phải xem xét cái điều kiện thời tiết để làm sao mà chúng ta có những biện pháp xử lý cho nó kịp thời và nó giúp cho cây điều của mình nó phát triển tốt. Còn bây giờ thì có thể anh Phong anh sẽ tư vấn thêm về cái thuốc rồi thứ hai là cái là gì, đúng không? Để các bạn cho anh sẽ nắm rõ hơn. Xin cảm ơn thạc sĩ Chiến. Xin thưa anh, xin thưa quý bà con, thì như câu hỏi của anh có nói là làm sao cho nó rụng lá, thì đối với cây điều thì chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp là chúng ta có thể sử dụng cái chất thiore. Thì một số cây điều tới thời điểm này bắt đầu nó xuống lá, nó mới chuyển sang vàng để nó xuống lá, nhiều vùng nó đang xảy ra như vậy. Thì bà con có thể sử dụng cái thiore, thì chúng ta để ý là nếu trên vườn điều chúng ta cỡ trong khoảng 10-15% cái lá nó chuyển sang màu vàng, chúng ta có thể đưa cái thiore chúng ta kích ở giai đoạn này. Chúng ta có thể nó sử dụng nó một đợt cho đến hai đợt, tối đa là khoảng hai đợt thì lá nó sẽ nhanh chuyển già và nó sẽ rụng và nó sẽ dễ dàng hơn. Hai thì bà con có thể sử dụng cái KNO3, nói chung là chúng ta có thể sử dụng cái phân bón kali để giúp cho cái lá nó mau già, nó chuyển già, nó sẽ rụng. Thì chúng ta giai đoạn này chúng ta có thể sử dụng là phần lớn thì ở thị trường, nếu bà con sử dụng cho nó dễ dàng thì chúng ta nên mua cái thuốc có cái tên là thiore, nó có hoạt chất là thiore, chúng ta phun ở giai đoạn này nó sẽ nhanh rụng lá, thì tầm khoảng là 10-15 ngày thì nó sẽ xuống lá thôi, thì chúng ta có thể sử dụng ở giai đoạn này. Tuy nhiên trong quá trình chúng ta xử lý cái hoạt chất này thì bà con lưu ý là một số cái cây mà nó bung cái lá non thì chúng ta không nên sử dụng nó quá liều mà nó sẽ làm cháy cái lá. Do đó thì chúng ta để như thạc sĩ Chiến có nói là chúng ta muốn tiết kiệm trong vấn đề chúng ta sử dụng thuốc, thì chúng ta có thể lựa những cái cây nào mà nó đang bắt đầu nó muốn lá già đó, chúng ta xử lý những cây đó thôi. Còn những cái cây nào mà nó bung cái tược non rồi thì chúng ta không nên cần phải xử lý. Cảm ơn phần tư vấn vừa rồi từ phía kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong và thạc sĩ Doãn Văn Chiến. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, nếu như quý vị và bà con nông dân không kịp cập nhật những thông tin mà chương trình Nhịp cầu Nhà Nông số tháng 1 năm 2016 của chúng tôi ngày hôm nay mang lại, thì có hai cách để quý vị và bà con nông dân có thể theo dõi lại nội dung của chương trình. Thứ nhất là chúng ta có thể truy cập vào trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước tại địa chỉ www.bbtv.com.vn. Và thứ hai là chương trình của chúng ta sẽ được phát lại vào lúc 3 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều Chủ nhật cùng tuần, tức là ngày 17 tháng 1 năm 2016. Và với chủ đề liên quan đến cây điều ngày hôm nay thì ngay bây giờ đây chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với những câu hỏi khác của bà con nông dân gọi về cho chương trình. Mong là các nhà khoa học tìm biện pháp để giúp bà con nông dân cho nó được mùa hơn cho cái điều, chứ càng ngày càng thấy thời tiết nó không được ổn định nên là mất mùa nhiều. Một câu hỏi chắc là nhận được phần tư vấn hơi tổng quát một chút xíu, đúng không ạ? Vẫn là vấn đề thời tiết, vấn đề mà bà con nông dân của chúng ta trồng điều hiện nay đang rất là quan tâm. Xin được mời phần tư vấn từ phía kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong ạ. Kính thưa quý bà con, thì cái băn khoăn của anh là cũng băn khoăn của nhiều người. Thì thật ra thì đối với cái điều thì chúng ta chăm sóc theo cái cách như đầu chương trình tôi nói, là chúng ta nếu mà chúng ta xác định đó là đất để chúng ta trồng cái điều chuyên canh luôn thì chúng ta phải có những cái đầu tư cho nó. Đồng thời này bà con muốn đối với chúng ta có thể sự điều chỉnh bằng phân bón để cho giúp cho cái điều nó ra bông, nó có thể là sớm hay muộn rồi chúng ta cũng có thể điều chỉnh được. Thì ví dụ như giai đoạn mà chúng ta muốn cho cây điều nó có thể là bung bông thì cái giai đoạn mà cái cử phân cử hai á, bà con nên bón nó tăng cường cái kali thì nó giúp cho cái việc nó vào cái lá nó mau già hơn, do đó nó giúp cái việc nó xuống lá nó cũng đồng loạt hơn. Đồng thời cái cử hai thì chúng ta cũng tăng cường thêm cái phân lân
để giúp cho cái việc phân hóa vượt qua là chúng ta bỏ hai loại phân này là chúng ta tăng cao hơn so với lại lúc đầu. Ban đầu thì chúng ta đầu mùa mưa thì chúng ta có thể bón là phân đạm nó cao, nhưng mà cuối mùa thì chúng ta tăng cường thêm có thể là lân với kali nó cao. Thì quá trình mà nó chuyển lá già với lại phân hóa vượt qua nó sẽ hiệu quả hơn, giúp cho cái việc mà xuống lá. Chúng ta làm sao mà nếu mà chúng ta cái này nó phải dựa theo, chúng ta không thể là mua một cái thuốc gì chúng ta phun cho cái điều bắt nó bung bông ra được, rất là khó. Mà chúng ta phải theo một cái quá trình chăm sóc của nó, nó phải đủ sức sống rồi nó bung bông ra mới đẹp. Còn nếu giả sử chúng ta mà không chăm sóc ngay từ đầu thì cái sức sống nó bung bông ra rất là eo uột. Mà nếu như nhiều vườn bà con thấy là sao năm nay ra bông là sao mà thấy dòm nó yếu ở cái chỗ này nè. Là năm nay cái mật độ mưa nó không được nhiều như những năm trước. Cái thứ hai là việc mà sử dụng dinh dưỡng trong đất của cây nó cũng hấp thu được nhiều. Chính đó vì vậy là chúng ta cần phải có cái biện pháp để chăm sóc ngay từ đầu thì việc cây điều nó sung sức. Thì cái thời điểm chúng ta điều tiết bằng phân thì có thể là ra sớm ra muộn được. Mà cái này cũng phải cộng thêm cái phần kinh nghiệm của bà con đó, chúng ta phải dựa theo cái thời tiết. Nếu mà nó có thay đổi như vậy thì chúng ta phải để ý là chúng ta có thể là điều chỉnh cái tỷ lệ phân nó cao hơn tí để nó rụng lá sớm thì chúng ta thấy nó sẽ ra bông sớm, nó sẽ bung bông ở giai đoạn này. Còn nếu chúng ta để nó rơi vô cái thời điểm mà nó xuống lá mà nó là cái thời điểm xuống lá đó thì nó lại đụng nhiều cái cơn mưa đầu mùa, cái này nó phải yếu tố thời tiết cũng khó mà nói cho bà con để chúng ta làm, nhưng mà chúng ta phải dựa theo kinh nghiệm của theo cái vùng của chúng ta nữa thì nó ít bị ảnh hưởng những cái cơn mưa trái mùa thì cái việc phân hóa mùa qua nó không bị tác động thì cây điều nó sẽ bung bông ra đẹp. Tại sao trên vườn điều mà nó nhiều cây nó lại ra bông đẹp mà nó nhiều cây lại không ra bông được là chính cái quá trình phân hóa mùa qua nó không được đồng đều ở cái chỗ này, nên nó đòi hỏi cái khâu chăm sóc là chúng ta cần phải xác định là chúng ta chăm sóc nó theo một cái chu kỳ nó cũng khá là dài chứ không phải một năm chúng ta có một cái mùa điều à, mà chúng ta chăm sóc thì thường thì bà con đẩy nặng cái vấn đề là chúng ta chăm sóc ở giai đoạn này nhiều hơn, nhưng mà những cái giai đoạn trước thì bà con lại không quan tâm. Mà đã là những cái vùng đất của ta chuyên canh về cái điều rồi thì chúng ta đâu chưa thay đổi được cái cây trồng khác thì chúng ta cần phải có sự quan tâm của nó. Và cây điều là cái cây mà chúng ta biết là canh tác rất là lâu, nhưng việc mà hấp thu dinh dưỡng ở dưới đất thì nó càng ngày nó càng bị ít đi, nó thiếu các cái vi trung lượng, nó việc coi cái sinh trưởng của nó cũng rất là ảnh hưởng, mà chúng ta cần phải bỏ phân cho nó đầy đủ. Chứ không phải là giống như những năm trước thì ngoài ra đất đai của chúng ta thì theo cái thời gian canh tác á, thì cái việc bị xói mòn mà do thiên nhiên á, thì nó bị bào mòn về cái dinh dưỡng cũng rất là nhiều. Do đó thì chúng ta phải bổ sung thêm, chứ không phải là chúng ta thấy là những năm trước là cái điều chúng ta cứ bỏ vậy thì chúng ta cũng dễ dàng thu được, cũng không phải là như thế đâu. Mà đó chúng ta đòi hỏi cần có sự chăm sóc hơn. Thì tính đến bây giờ thì bà con chúng ta nhìn chung cái năng suất của cây điều của Việt Nam thì tính ra nó cũng khá cao, chứ không phải là so với một số nước mà đang phát triển. Là cây điều hồi xưa là chúng ta mệnh danh là cây xóa đói giảm nghèo, nhưng mà đến bây giờ chứ không phải là đến nỗi mà xóa đói giảm nghèo, mà nhiều người cũng làm giàu từ cây điều chứ không phải là không. Nhưng mà so với lại nhiều nước trồng cây điều thì chúng ta vẫn là bà con chăm sóc cũng là rất là tốt hơn so với những cái nước mà đang mà cùng trồng điều với chúng ta. Và cái giá điều của chúng ta về chất lượng chúng ta vẫn là theo giới chuyên môn của điều thì người ta cũng đánh giá là chất lượng tốt. Nhưng mà cái việc chăm sóc thì như cái câu hỏi băn khoăn của anh cũng nhiều người băn khoăn, nhưng mà chúng ta phải có cái sự là đầu tư thì mới đúng, thì chúng ta mới ra bông được. Hay như bà con thấy như một số vùng như người ta trồng xoài, người ta kích bông tới 2-3 đợt, thậm chí 5-6 đợt nó mới ra bông được. Nhưng mà đòi hỏi đó cái việc chăm sóc là chúng ta phải tại vì do trong số các loại cây trồng thì hiện nay là cây điều này dễ làm nhất. Có thể là chúng ta cứ bỏ thí vậy nhưng mà cuối năm thì chúng ta vẫn thu được một cái lượng nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta đầu tư nó khác đi thì chúng ta sẽ đạt mang lại được cái năng suất nó sẽ khá hơn. Rất cảm ơn phần tư vấn vừa rồi từ phía kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong. Và một câu hỏi mà qua số máy 0651388882 chương trình vừa mới nhận được. Bà con nông dân muốn hỏi thạc sĩ Doãn Văn Chiến về vấn đề bệnh tháng thư liên quan đến cây điều. Bà con cho biết là với cây điều thì tháng thư gây hại ở mọi thời điểm, từ ra hoa cho đến đậu trái. Như vậy thì theo thạc sĩ Chiến thì bà con nên theo dõi thời tiết và phòng trừ như thế nào để đạt hiệu quả cao đối với căn bệnh này ạ? Thưa quý bạn xem đài, kính thưa bà con nông dân. Thì đối với giai đoạn như MC đã trình bày rồi, cái bệnh tháng thư thì nó không thể bất cứ một thời gian nào được cả. Nó xuất hiện khi đủ điều kiện mà nó thích hợp, nó sẽ phát triển. Thì đối với việc tháng thư này thì cũng nói với bà con là sao? Bây giờ thì để mà phòng tránh nó thì chúng ta thứ nhất là tôi nói ngay ban đầu, chúng ta phải kiểm tra cái vườn của mình, đúng không? Xem có không đã. Nếu mà có thì chúng ta mới sử dụng. Thứ hai nữa là chúng ta xem cái điều kiện, giống như tôi nói ban đầu, nếu mà cái sương nhiều
rồi trời nó u ám hoặc là có những cơn mưa trái vụ, thì đấy là những cái yếu tố mà có sẽ phát sinh ra cho cái bệnh than thư. Bên cạnh đó thì cái việc mà ngoài ra nó cái gì, một cái đối tác nữa đó là cái bọ trĩ, bọ xin mũi, khi nó chích thì cái nhựa của cái điều nó ra, đây là cũng yếu tố mà chúng ta cũng là cái tác nhân để cho cái bệnh than thư nó xuất hiện. Và như vậy khi mà bà con quan sát tốt rồi, phòng trị tốt rồi, hoặc là nếu mà phòng trị mà nó chúng ta phát hiện ra thì chúng ta có thể dùng rất là nhiều cái thuốc bảo vệ thực vật mà trên thị trường chúng ta đã có. Đó. Rất là nhiều cái công ty nội có những cái sản phẩm thực phẩm, và ở đây thì chúng ta có thể sử dụng các hoạt chất như là các benazin để chúng ta coi trên cái thuốc á, nó có cái hoạt chất các benazin thì chúng ta có thể sử dụng được cho cái điều. Và chúng ta lưu ý là trong thời điểm này thì cũng nói từ ban đầu, cái điều nó ra đoa hoặc ngoặt, có vườn thì đang nuôi chai non, có người vườn thì đang bung bông, thành ra cái thời điểm phun này chúng ta phải lưu ý đó là tránh cái thời điểm mà cái điều nó đang ra bung bông thì chúng ta phun vào thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình bung bông. Như vậy thì trước 8 giờ chúng ta phun và chiều mát thì chúng ta phun, như vậy thì chúng ta sẽ giúp cho cái vườn điều của mình sẽ phòng được bệnh tốt hơn. Hồng Anh xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ vừa rồi từ phía thạc sĩ Doãn Văn Chiến đã và hướng dẫn cho bà con nông dân về những nguyên nhân cũng như là cái phương pháp phòng trị hiệu quả căn bệnh than thư trên cây điều. Và tiếp tục chương trình sẽ là một câu hỏi của một vị khán giả tên là Minh, anh ở phường Thác Mơ, thị xã Phước Long. Anh hỏi là bọ trĩ là đối tượng thường gây hại thời điểm hoa điều nở và điều đậu trái non, như vậy thì làm thế nào để phát hiện và biện pháp phòng trừ là như thế nào? Xin được mời kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong ạ. Xin kính chào quý bà con. Thì cái bọ trĩ là cái thời kỳ nó cái điều nó bung bông nở rộ, và thời kỳ tượng trái non như là hạt đậu hạt bắp là đó là cái thời kỳ bọ trĩ nó phát triển rất là mạnh. Mà đặc biệt là những cái năm mà chúng ta để ý nắng gắt và thời tiết nắng nóng nóng gắt, đó là điều kiện phát triển của bọ trĩ rất là tốt. Nó khác với bọ xít mũi. Bọ xít mũi thì bà con thấy là thời tiết mà âm u thì nó phát triển mạnh hơn, nhưng mà nếu mà thời tiết nắng gắt thì cái bọ trĩ lại phát triển là nhiều hơn. Thì để mà kiểm tra được trên vườn chúng ta nó có hay không thì bà con có thể sử dụng, nếu mà trẻ thì chúng ta có thể là vũ ra tay nó, chúng ta dùng cái bông điều chúng ta vũ ra tay thì chúng ta cũng có thể kiểm tra được. Có những con nhỏ li ti như con mặt gà, nó sẽ nó có thể nhảy được thì chúng ta màu hơi vàng xanh đó, để chúng ta sẽ thấy được. Hay là bà con có thể dùng cái tờ giấy trắng, chúng ta có thể là vũ lên tờ giấy trắng thì chúng ta có thể kiểm tra được. Đó là bọ trĩ nó gây hại. Thì nếu mà giả sử cái trái mà nó tượng như là hạt đậu hạt bắp thì bà con sẽ thấy là cái phần mà gần ngay cái giữa cái phần cuốn trái á, nó cái phần mà ngay chỗ có thể là cái phần non, nó có thể là cái hạt non hoặc là cái quả giả của nó, hoặc là cái ngay cái cuốn thì bà con thấy nó bị sần sù lên, người ta kêu là giống như là da cám vậy đó, thì bà con biết đó là do cái đối tượng bọ trĩ nó gây hại. Thì chúng ta khi kiểm tra vườn thì chúng ta biết xác định đó là chính xác, là chúng ta thấy có bọ trĩ thì chúng ta phải sử dụng thuốc phòng trừ bọ trĩ thì hiệu quả nó mới cao. Thì trên thị trường thì bà con có thể sử dụng là các cái sản phẩm như ví dụ như là Angul. Đây một cái dạng là cốm, chúng ta có thể là pha ra, chúng ta phun xịt thì chúng ta với cái liều lượng là khoảng là 12 đến 13 gói, cái gói loại là 10 gram cho một phi 200 lít nước thì chúng ta phun thì sẽ quản lý được cái bọ trĩ nó hiệu quả hơn. Do cái đặc tính của bọ trĩ là thì một tháng nó có thể là rất là nhiều lứa, do đó thì chúng ta nên phun trong tháng, nếu mà chúng ta thấy xuất hiện bọ trĩ nhiều có thể trong tháng chúng ta có thể phun tới 2 đợt thì chúng ta quản lý được bọ trĩ thì nó hiệu quả hơn. Ngoài ra thì một số nơi thì bà con cũng sử dụng cái sản phẩm Actara để chúng ta quản lý cái bọ trĩ thì nó cũng rất là hiệu quả, nên chúng ta nên sử dụng là một là Actara, hai là chúng ta có thể sử dụng cái Angul để quản lý được bọ trĩ nó hiệu quả cao hơn. Hồng Anh xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi từ phía hai vị khách mời, kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong và thạc sĩ Doãn Văn Chiến. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, vừa rồi chúng ta đã được nghe hai vị khách mời chia sẻ một số thông tin liên quan đến căn bệnh than thư cũng như là con bọ trĩ tấn công cây điều trong thời điểm hiện nay. Hy vọng là bà con nông dân sẽ nắm bắt được kịp thời những thông tin mà các vị khách mời của chúng tôi đã chia sẻ và áp dụng thành công vào trong việc trồng chăm sóc cây điều. Và liên tục chương trình, trước khi chúng ta cùng đến với những câu hỏi mà bà con nông dân gọi đến cho chương trình qua số máy 0651388882 thì còn có một câu hỏi nữa mà bà con nông dân đã gửi về cho chương trình. Bà con cho biết là để trái điều khỏe, hạt chắc, sáng bóng thì đâu là những vấn đề mà bà con cần phải quan tâm ạ? Để cho trái điều khỏe nè, rồi hạt chắc và sáng bóng. Trước hết thì xin được mời phần tư vấn từ phía thạc sĩ Doãn Văn Chiến ạ. Thưa bà con, thì cũng như trao đổi ngay từ đầu rồi, giống như anh Phong cũng đã nói, còn đối với cây điều thì để mà quyết định cái vụ mà nó, thứ nhất là cái vụ điều nó đạt cái năng suất, chất lượng, hạt bóng đẹp, chắc, tỷ lệ thu hồi nhân cao, người thu mua sẽ thu mua được cái giá cao. Thì rõ ràng ở đây thì chúng ta đã nói bắt đầu rồi, nếu như mà đứa con mà không cho nó ăn,
hoặc là một người phụ nữ không cho ăn thì rõ ràng sinh con nó sẽ rất là yếu, đúng không ạ? Sức đề kháng nó không có. Như vậy thì để giúp cho một cây điều mà có cái sản phẩm hoặc là mọi cây trồng khác có cái sản phẩm nó đẹp, tốt, chất lượng thì rõ ràng là cái khâu chúng ta phải đảm bảo từ cái khâu chăm sóc. Đối với cây điều thì rõ ràng là sau khi thu hoạch xong chúng ta phải cắt tỉa rồi bón phân đầy đủ theo quy trình mà các nhà khoa học đã khuyến cáo. Và trong quá trình như vậy thì đến cái giai đoạn mà ra bông, đậu trái, nuôi trái thì rõ ràng chúng ta cũng phải quan tâm. Đó là không có gì bằng cái vườn của mình cả. Gần vườn thì chúng ta phải quan sát vườn cho nó tốt và xem xét cái điều kiện thời tiết để như tôi nói ban đầu đó, chúng ta sử dụng thuốc cho nó phù hợp. Chứ không phải là cái việc mà chúng ta cứ bỏ nó đó, rồi chúng ta đến vụ mà nó bung bông ấy, chúng ta đến tôi nhặt thì rõ ràng đây là một cái chúng ta, tôi hy vọng, tôi không mong muốn đó. Vì nếu như chúng ta để những trường hợp như vậy, tức là mặc cho nó thì rõ ràng cái sản lượng nó không tốt. Và trái điều nó cũng gọi là phó mặc cho cái thời tiết, được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thì rõ ràng đây là một cái mà cũng mong bà con chúng ta sẽ có một cái chăm sóc ngay từ đầu và đảm bảo một cái dinh dưỡng để cây nó sinh trưởng khỏe, tốt. Và chúng ta có những cái biện pháp tác động như anh Phong đang xong, nếu chưa sử dụng lá thì chúng ta có thể dùng hoạt chất để nó giúp cho dụng lá. Và khi nó ra bông rồi thì chúng ta quan sát vườn để chúng ta phòng trị những cái đối tượng gây hại trên cái điều và phòng bệnh cho nó phù hợp. Thì như vậy thì giúp cho cái trái của mình nó sẽ, cái sản phẩm của mình sẽ to, chắc, khỏe và cái nhà thu mua sẽ được chấp nhận và giá sẽ được cao hơn. Vừa rồi là những ý kiến chia sẻ từ phía thạc sĩ Doãn Văn Chiến về việc làm thế nào để trái điều khỏe, hạt chắc và sáng bóng. Thế còn đối với ý kiến của kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong thì như thế nào ạ? Xin kính thưa quý bà con, thì cái giai đoạn mà chúng ta thấy là điều thời điểm này là cũng là tượng trái rồi, nhiều tỷ lệ nó cũng khá là cao rồi, và có một số nơi thì cũng đã bước vô cái trái có chín rồi. Thì ở cái giai đoạn này chúng ta thấy là từ khi mà nó tượng trái như hạt đậu, hạt bắp, đây là cái giai đoạn mà chúng ta cần bổ sung thêm cái dinh dưỡng để giúp cho cái quá trình mà nó vào trái nó sẽ được tốt hơn. Thì thời điểm này thì bà con nên tăng cường phân bón, thì chúng ta có thể bón gốc. Giai đoạn này chúng ta thật là khó khăn do là cái điều kiện điều chúng ta canh tác là trên cái vùng khô không à. Thì thời điểm này bà con có thể đưa qua bằng cách là sử dụng các loại phân bón qua lá. Thì thời điểm này thì bà con có thể sử dụng là cái Silimax. Thì đối với công ty cổ phần Lộc Trời thì có cái sản phẩm là Silimax. Đây là một cái sản phẩm có cái hàm lượng canxi và kali và silic khá là cao. Mà cái sản phẩm này thì hiện tại trên thị trường thì bà con biết là do cái chúng ta mà để tổng hợp được hai cái hoạt chất đó là canxi và kali mà vô chung một cái dung dịch thì rất là khó. Thì hai cái này nó thường nó triệt tiêu nhau. Thường là cây trồng sẽ hấp thu được cái canxi thì không hấp thu được kali. Mà nhưng mà đây là một cái sản phẩm hữu cơ mà của tập đoàn Lộc Trời khi nhập cái sản phẩm của Úc này. Đây là một cái sản phẩm được nhiều bà con sử dụng trên nhiều cây trồng đánh giá rất là cao. Thì chúng ta có thể là phun ở cái giai đoạn này giúp cho cái việc vào chắc trái là sẽ hiệu quả hơn. Do là đối với thời điểm này thì cái điều nó cũng cần cái canxi và nó cũng cần là cái kali. Đặc biệt là đối với cái sản phẩm là Silimax này, nó có cái silic. Silic nó chiếm khoảng là 11%. Thì khi cái silic này nó được vô trái thì nó làm cho cái biểu bì của cái trái nó sẽ được là cứng chắc. Và nó cũng làm cho nó hạn chế được cái phát triển của các loại bệnh như là tháng thư hay là bọ trĩ ở cái giai đoạn mà nó chích hút vào cái vỏ trái này. Tại vì nó làm cho cái lớp biểu bì ở ngoài nó cứng hơn và nó tăng cái khả năng chống bệnh ở cái giai đoạn này. Chúng ta có thể là phun Silimax ở cái giai đoạn này. Chúng ta có thể xử lý khoảng là 2 đến 3 đợt ở cái giai đoạn mà vào chắc trái này. Trong cái điều kiện mà chúng ta chăm sóc mà chúng ta bón phân là chưa được cái cử phân thứ hai mà chúng ta bón mà nó hơi bị yếu tay thì giai đoạn này chúng ta có thể bổ sung thêm. Và một câu hỏi nữa mà chương trình vừa nhận được từ một số bà con nông dân ở huyện Bù Gia Mập. Bà con cho biết là các khuyến cáo giai đoạn này thì bà con nên tăng cường phân bón lá để nâng cao chất lượng trái. Như vậy thì bà con nên chú ý loại phân có hàm lượng dinh dưỡng như thế nào ạ? Xin được mời phần tư vấn từ phía thạc sĩ Doãn Văn Chiến ạ. Thưa bà con, thì rõ ràng mà như anh Phong cũng đã trao đổi với chúng ta, trong giai đoạn này thì rõ ràng là nếu như mà chúng ta chăm sóc, quá trình chăm sóc của chúng ta mà từ đầu á mà chúng ta cung cấp dinh dưỡng tốt, đúng không? Thì cái việc ở trong giai đoạn này chúng ta chỉ cần bổ sung rồi dưỡng trái và phòng trừ những đối tượng gây hại thì đã đạt yêu cầu. Tuy nhiên thì đối với nhiều vườn điều thì bà con chúng ta thì chăm sóc nó cũng chưa được đạt theo yêu cầu, theo quy trình, hoặc là cái lượng phân bón của chúng ta thì còn yếu theo cái yêu cầu của cây điều. Thì như vậy trong cái giai đoạn này á, trong cái giai đoạn mà nuôi trái thì chúng ta có thể bổ sung một số cái phân bón giàu cái hàm lượng như là bo, canxi, rồi
Cali như anh Phong vừa trao đổi với chúng ta thì trên thị trường cũng rất là nhiều và chúng ta có thể sử dụng. Tuy nhiên là bà con cũng lưu ý đó là cái việc đặc biệt sao chúng ta phải xem xét cái các nhà sản xuất chúng ta chỉ dẫn sao thì chúng ta phải sử dụng cho tốt chứ không phải là chúng ta sử dụng bừa hoặc là sử dụng một cách nó quá cái đồng độ hoặc là quá cái hàm lượng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà có thể là nó làm rụng trái. Thì như vậy thì cũng khuyên bà con là gì, trong đoạn này chúng ta có thể bổ sung một số cái loại phân bón đá để giúp cho cái bổ sung dinh dưỡng và giúp cho cái trái điều nó khỏe hơn và cái độ đóng hạt nó tốt hơn. Hồng Anh xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ phía thạc sĩ Doãn Văn Chiến về một số vấn đề liên quan đến việc bổ sung dinh dưỡng cho cây điều trong thời điểm hiện nay. Và tiếp theo chương trình thì qua số máy 0651388882, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng tiếp tục đến với những thắc mắc khác, những câu hỏi khác của bà con nông dân gọi điện thoại về tham gia vào chương trình. Cho hỏi xem mua cái Silimat này là ở đâu vậy? Xin được cảm ơn phần câu hỏi vừa rồi từ phía bà con nông dân đã gọi điện thoại tham gia với chương trình Nhịp cầu nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Xin được mời phần tư vấn từ phía kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong ạ. Xin chào chị, xin chào quý bà con. Thì một câu hỏi thật là cũng không biết trả lời sao, giờ này mua ở đâu. Nhưng mà không biết chị ở đâu để mà mình có thể là giúp cho chị là mua ở chỗ nào. Thì cũng xin nếu mà bà con ở vùng dùng Bình Phước thì hầu như là trên các cái hệ thống thuốc bảo vệ thực vật của công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, nay là tập đoàn Lộc Trời, thì đều có bán cái sản phẩm Silimat. Ví dụ như là bà con ở Phước Bình thì bà con có thể là tới cửa hàng của Thủy Thọ hoặc là nhiều cửa hàng khác, Thảo Nhơn thì cũng rất là nhiều, hay là bà con nếu mà ở Bù Đăng thì bà con có thể là mua ở trên rất là nhiều cái cửa hàng mà có bán cái sản phẩm Silimat này. Còn nếu đây thì là hai cái vùng mà chúng ta trồng điều là canh tác là nhiều. Còn nếu mà bà con ở Đắk Nông thì bà con có thể là tới cửa hàng đại lý Minh Tâm, hay là bà con ở nếu ở Long Khánh Đồng Nai thì cũng có trên cái hệ thống của thuốc bảo vệ thực vật thì bà con có thể hỏi thăm cái Silimat. Nếu nơi nào mà người ta chưa có thì người ta có thể nhận để người ta tôi cung cấp cho bà con. Chứ còn nếu bây giờ cái câu hỏi là tôi không biết là bà con đang ở đâu thì thật là khó chỉ cho bà con. Còn nếu mà bà con nào có quan tâm thì bà con có thể liên hệ theo cái số điện thoại của tôi. Số điện thoại của tôi là 0984 044 558. Thì nơi đó tôi sẽ giúp cho bà con là sẽ có cái hệ thống phân phối nó sẽ tốt hơn. Cung cấp cho bà con về cái sản phẩm Silimat này. Tức là bà con không nên quá lo lắng, bởi vì hiện nay cái sản phẩm này nó đã được phổ biến rộng rãi tại các đại lý, các cửa hàng thuộc tập đoàn Lộc Trời, đúng không ạ? Đúng rồi. Như vậy thì nhân đây thì kỹ sư có thể chia sẻ với bà con về cách nhận diện thương hiệu là như thế nào ạ? Thật ra thì nhận diện thương hiệu thì một câu hỏi của Hùng Anh thì cũng xin trao đổi với bà con như thế này. Thật ra thì trên thị trường thì nó cũng rất là nhiều các sản phẩm. Thì khi bà con sử dụng sản phẩm thì bà con cũng nên sử dụng là những cái sản phẩm của một số những cái đơn vị nào mà chúng ta thường được gặp thấy, nghe thấy, là chúng ta sẽ nó sẽ có độ là những cái thương hiệu lớn thì chúng ta thấy cái độ an toàn nó sẽ cao hơn. Riêng về các sản phẩm của tập đoàn Lộc Trời thì bà con có thể là khi chúng ta nhận diện trên cái sản phẩm thì trên cái nắp chai thì phần lớn là có đóng cái logo hình tròn, có logo của tập đoàn Lộc Trời. Hai nữa bà con thấy là do nó có hai cái logo, hiện tại giờ thì vẫn là cái tên là công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang, cũng chưa đổi hẳn là thành cái tập đoàn Lộc Trời. Thì bà con sẽ thấy có ghi là công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang. Đây là những cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón lá hiện tại giờ là đều có cái tên của công ty là đóng ở trên bao bì, hoặc là trên chai thì trên chai có in hình nổi của cái logo hình tròn đó. Cái thứ hai là trên bao bì đều ghi rõ cái nơi sản xuất và cái địa chỉ của đơn vị là 23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long Xuyên, An Giang, đều có ghi rõ ràng như vậy. Xin được cảm ơn phần hướng dẫn hết sức chi tiết vừa rồi từ phía kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong. Và tiếp ngay sau đây với chủ đề liên quan đến cây điều thì chúng tôi xin mời quý vị và bà con nông dân hãy cùng tiếp tục đến với những câu hỏi khác. Cho xin hỏi đài là hiện nay thì cái giá ngày công thuế mượn xịt nó cao á, nên mượn xịt mà đảm bảo thuốc nó ăn vào cái điều nó tốt nhất thì nên trồn bao nhiêu loại thuốc? Dạ, với câu hỏi này thì không biết là sẽ nhận được phần tư vấn từ vị khách mời nào đây ạ? Xin được mời thạc sĩ Doãn Văn Chiến ạ. Cái gì giá công cao cái gì đó, không biết câu hỏi. Thì chắc cái phần này tôi nghe rõ hơn thạc sĩ để tôi trả lời được không ạ? Thì kính thưa quý bà con thì đúng là cái vấn đề chăm sóc thì liên quan đến cái công chi phí của bà con bỏ ra.
tiền thuốc là một phần, nhưng mà tiền công phun thì nó cũng rất là cao, do là cái công việc độc hại nên cái chi phí là cũng khá cao. Thì như thế này thì anh có thể, đối với cái bệnh tháng thư thì anh có thể sử dụng cái thuốc carban 50 SC, chúng ta pha ở nồng độ nó khoảng là 1 lít cho khoảng là 3 phi 200 lít nước, 3 phi cho đến 4 phi. Còn cái Cibran là cái thuốc phòng trừ cái bọ xít mũi thì anh có thể là cũng pha cho được là 3 phi cho đến 4 phi, loại 200 lít nước. Còn riêng cái Silimax ở cái giai đoạn này thì bà con nên sử dụng là cái Silimax hoặc là cái bom lâu giai đoạn này, thì nồng độ nó sử dụng là khoảng là 500 ml cho 1 phi 200 lít nước. Như vậy thì chúng ta có thể là sử dụng là carban cộng với Cibran cộng với bom lơ giai đoạn này, chúng ta phun thì nó sẽ được. Theo vì chúng tôi cũng làm có nhiều trên mô hình thì thấy cũng hiệu quả cũng khá là cao. Cái thứ hai là bà con có thể sử dụng là cái carban cộng với cái Cibran, chúng ta cộng với cái Silimax ở cái giai đoạn này. Đối với cái điều mà chúng ta thấy nó bước vô cái đoạn mà làm trái, mà chúng ta thấy nó tỷ lệ mà đậu trái trên vườn là tương đối là cao, chiếm khoảng là từ 50-60%, là chúng ta có thể đã đưa cái Silimax này chúng ta phun là được rồi. Thì đây là ba cái hoạt chất mà chúng ta có thể là phối trộn với nhau là không có ảnh hưởng gì đến cây trồng, chúng ta an tâm sử dụng. Yeah. Cũng nói thêm cái chỗ này, như vừa xong cái trao đổi tôi cho nghe chưa rõ về cái giá, như anh nói anh hỏi vừa xong á, để làm sao mà vì do cái giá công quá cao thì cách kiểu gì để chúng ta giảm nó được, pha cái gì được, thì mà thưa mấy anh rằng thế này, thì như tôi đã trao đổi ngay từ đầu á, thì không phải là chúng ta mà cứ thấy đến cái thấy bà con xung quanh á, thấy người dân xung gọi là gì, hàng xóm mình phun cái gì thì mình phun cái đó. Cái này tôi quan điểm của tôi, thì theo quan điểm của tôi á, thì chúng ta không nên như thế. Mà rõ ràng thì chúng ta phải quan sát vườn cho nó kỹ cái đã. Chúng ta biết nó nếu mà có sâu á thì chúng ta mới nên sử dụng thuốc sâu, hoặc nó có bệnh chúng ta sử dụng thuốc bệnh. Và như vậy thì nó sẽ cái giúp cho cái giá thành của anh nó sẽ giảm đi, chứ không phải là cứ thấy người ta phun rồi anh trộn hết cả và anh phun, thì rõ ràng đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là gì, anh phải xem xét cái vườn của mình, chứ không phải là gọi là cái gì theo phong trào được, đúng không? Thì đấy là một cái mà chúng tôi khuyên anh là gì, chúng ta phải xem xét cho nó chuẩn cái vườn của mình, cái bệnh cái gì, đúng không? Nó nguyên nhân tại sao, thì như vậy thì chúng ta sẽ ra cửa hàng thuốc hay cái gì đó, thì hoặc là các nhà khoa học sẽ tư vấn cho ta một cách nó đầy đủ hơn. Chứ còn cái mà như anh nói vừa xong thì cứ thấy người ta xịt thì anh xịt thì rõ ràng, hoặc trộn hết và xịt thì rõ ràng là nó không tốt cho anh, và có thể là cái giá nó có thể còn cao hơn, vì cái giá thuốc bảo vệ thực vật bây giờ nó không phải là rẻ. Thì như vậy thì khuyên anh là sao, chúng ta phải ngoài cái ý tư vấn của anh Phong rồi á, về cái tên thuốc rồi á, thì tôi khuyên anh là gì, chúng ta phải xem xét cái vườn của mình để làm sao sử dụng nó hiệu quả, chứ không phải là thấy giá công cao chúng ta trộn hết vào tàu xịt. Là rõ ràng là có nhiều cái thuốc thì cũng có thể trộn được, nhưng nhiều thuốc thì khi mà trộn rồi thì nó sẽ làm cái hoạt chất nó không có tác dụng nữa. Thì cũng tư vấn thêm cho anh như thế. Xin được ạ. Cái phần này á, thì cũng xin trao đổi với anh một cái điều là khi mà chúng ta mà phối trộn nhiều thuốc và chúng ta phun xịt á, thì chúng ta phải thử trước. Nếu đọc trên bao bì á, nhà sản xuất người ta có khuyến cáo chúng ta có thể phối trộn được thì chúng ta phối trộn, còn nếu không thì chúng ta không nên phối trộn. Cạnh đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà khi phối trộn thì bà con thấy là nếu chúng ta phối trộn nhiều loại thuốc nhưng mà chúng ta thấy là có cái hiện tượng mà đóng ván hay là điện tổng là nó bốc hơi hay là khói gì đó thì chúng ta không nên sử dụng, thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến bông điều, có thể làm cháy bông. Còn về ví dụ như cái khía cạnh của thạc sĩ Chiến có nói là chúng ta nên tiết kiệm cái phần mà chúng ta sử dụng các cái sản phẩm nào cho đúng thuốc đúng bệnh thì mới hiệu quả mới cao. Trong cái thuốc bảo vệ thực vật chúng ta cần phải lưu ý chúng ta sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng. Nhưng mà riêng cái phần mà bà con cần lưu ý là về sâu á, thì chúng ta đặc điểm của bà con thì hay thích, có nghĩa là cộng thuốc sâu rồi cộng thuốc bệnh rồi cộng phân bón lá, là ba cái vô chung một cái phi để chúng ta phun giảm chi phí. Nhưng mà thật ra thì theo quan điểm của chúng tôi cũng không mong muốn bà con như thế, mà bà con nên quan sát cái vườn chúng ta. Trong trường hợp mà chúng ta thấy sâu á thì chúng ta mới sử dụng thuốc sâu chúng ta cộng vào. Còn riêng cái trường hợp mà bệnh thì bà con nên phải tiến hành công tác ngừa bệnh. Chúng ta hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, ở cái câu này là của ông bà ta nói thì nó rất là chính xác nè. Tại vì chúng ta nếu chúng ta ngừa cái bệnh tháng thư được ngay từ đầu thì cái tỷ lệ mà gây hại trên cái vườn chúng ta sẽ giảm. Còn riêng cái sâu thì bà con thấy khi nào nó xuất hiện trên vườn của chúng ta mới dùng thuốc sâu để chúng ta phòng trừ. Còn nó không có sâu mà chúng ta dùng thuốc sâu chúng ta phun cũng đâu có hiệu quả, đúng không thạc sĩ Chiến? Thì nhưng mà bà con chúng ta ngay một số nơi thì chúng tôi đi làm thì bà con thấy là ngừa luôn cả sâu róm đỏ, có nghĩa là nó chưa có xuất hiện mà bà con cũng ngừa luôn. Thật ra thì con sâu róm đỏ thì nhiều khi bà con thấy bướm nó đậu, nhưng mà tới thời điểm nó phải ra con sâu nó ăn lá của mình, tỷ lệ mấy ví dụ nó ăn chừng 50% cũng không ảnh hưởng gì nó lớn đâu, thì bà con thời điểm đó chúng ta sử dụng cái thuốc sâu, ví dụ chúng ta sử dụng cái Cibran chúng ta phun luôn thì nó cũng chết rồi, chứ không cần thiết là chúng ta phải ngừa ngay từ đầu nó không có. Hồng Anh xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi từ phía hai vị khách mời, và tiếp ngay sau đây sẽ là một câu hỏi khác.
À, xin cho tôi hỏi, tôi tên Tuấn ở Bù Đăng, cho nhờ chương trình cho tôi đặt một câu hỏi. Hiện giờ điều của tôi thì hiện giờ nó đang ra bông, nhưng mà tôi thấy trên cái vườn của tôi nó có xuất hiện là một số đối tượng như là nó bị khô bông. Tôi cũng không biết là đó là do là bệnh hay là do là bộ trĩ. Giống như hồi nãy tôi đang xem chương trình là nghe kỹ sư có nói, thì tôi muốn phân biệt do khô bông đó là do bệnh nấm hay là do côn trùng, giống như nãy kỹ sư trên đài có nói. Cái thứ hai đó là hiện giờ là tôi đang giai đoạn trái non, thì tôi tính hỏi các kỹ sư là không biết quản lý cái thuốc gì để cho hạn chế cái bệnh rụng. Xin các nhà khoa học tư vấn giùm. Cảm ơn. Không ít phút còn lại của chương trình thì Hồng Anh xin được mời anh Chiến sẽ giải đáp câu hỏi này cho anh Tuấn ở Bù Đăng. Thưa anh Tuấn, thì đối với việc cái hiện tượng khô bông á, thì cũng trao đổi ngay từ đầu với anh rồi, thì nó cũng có nhiều vấn đề để chúng ta xem xét, giống như anh Phong nói vừa xong đấy. Thì rõ ràng cái nguyên nhân khô bông á, thì thứ nhất là cái do có thể là cái bọ trĩ. Thì để bằng cách phát hiện bọ trĩ của anh á, thì giống như anh Phong nói vừa xong rồi, chúng ta có thể dùng cái tờ giấy trắng chúng ta gạt cho ta xem có không. Nếu mà ngoài cái đó mà bọ trĩ không có á, thì một cái vấn đề nữa là nó có phải bệnh không, bệnh ung thư không. Nếu chúng ta kiểm tra hai cái đối tượng không có á, thì xin nếu mà có một trong hai đối tượng đó thì những nguyên nhân để chúng ta có biện pháp xử lý cho nó kịp thời. Về thứ hai về cái trái non ở đây á, thì cũng giống như nói anh vừa xong á, nó được cái gì sử dụng cái gì để tránh trùng trái, đúng không? Thì báo cáo anh là gì, hiện tại bây giờ đều như tôi trao đổi ngay từ đầu á, đối với Bình Phước á, thì hiện tại bây giờ nó đang ở cái chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao. Đây là những cái mà nó có thể ảnh hưởng đến cái có thể độ sinh lý đối với trái của với trái điều. Như vậy thì chúng ta cái giai đoạn này thì anh có thể là chúng ta bổ sung thêm một số cái loại phân bón lá như nó có dầu canxi, bo hoặc là kali để chúng ta giúp cho cái tượng tầm chữa cái cuống của cái trái với cái trái với cái cuống nó sẽ giữ được tốt hơn, thì nó sẽ hạn chế cái rụng trái của anh. Thì cũng về cái thuốc thì có thể là anh Phong sẽ giúp cho anh cái vấn đề mà thuốc gì để giúp cho anh cái tốt hơn. Xin kính thưa quý bà con, thì nguyên nhân mà rụng trái non nó có nhiều nguyên nhân lắm. Chúng ta có thể là cái bệnh tháng thư nó cũng làm rụng, mà bọ trĩ nó chất hút cũng rất là cũng rụng. Thì vừa rồi chúng tôi nói các cái sản phẩm mà bà con quan tâm thời điểm này thì có thể là sử dụng như Angul, Sibirang hoặc là Carban. Thì anh có hỏi là làm sao để phát hiện được cái chuyện mà khô bông đều. Thì khô bông đều do cái bệnh tháng thư, bà con để ý nó có những cái đốm màu nâu đen nó xuất hiện ở trên cái cuống hoa hoặc là trên trái. Chúng ta thấy là nó sẽ phát triển dọc theo cái thân cành, mà chỉ yếu là phần non thôi, thì nó làm cho nó bị đen đi và nó làm có thể thui cả cái bông luôn, cả trái non cũng bị, từ chồi non, trái non đến hoa nó đều bị cái tháng thư này. Thì chúng ta thấy là nó có những cái vết màu nâu đen, sau đó nó lan ra nhiều vết, nó liên kết với nhau làm khô cái bông, thì chúng ta xác định đó là cái tháng thư. Thì bà con có thể là sử dụng cái Carban 50 SC, chúng ta phun là quản lý được cái bệnh tháng thư rồi. Còn cái nguyên nhân mà nếu vô trái non mà chúng ta về thiếu dinh dưỡng thì bà con có thể sử dụng thêm cái Silimax, nó bổ sung thêm cái canxi và cái kali và cái silic để giúp cho cái việc nó hạn chế cái rụng trái non ở giai đoạn này cũng rất là hiệu quả. Dạ. Thì bà con có thể sử dụng những cái sản phẩm vừa rồi tôi có trao đổi. Xin được cảm ơn phần tư vấn vừa rồi từ phía kỹ sư Nguyễn Hoàng Phong. Vitagen, sản phẩm phân bón sinh học thế hệ mới sản xuất tại Mỹ, được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới, lần đầu tiên đến Việt Nam. Với thành phần đặc biệt, Vitagen giúp cây trồng ra hoa đồng loạt, hạn chế rụng trái non, gia tăng năng suất, cải thiện kết cấu đất, an toàn với môi trường, dễ sử dụng. Vitagen tác dụng tốt trên nhiều loại cây trồng như tiêu, cà phê, cây ăn trái và nhiều loại cây trồng khác. Vitagen, sự lựa chọn từ thiên nhiên cho nền nông nghiệp Việt. Sản phẩm do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang phân phối trên toàn quốc. Quý vị và bà con nông dân thân mến, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Nhịp cầu nhà nông số tháng 1 năm 2016 cũng đã khép lại. Và để xem lại nội dung của chương trình thì quý vị và bà con có thể truy cập vào trang web của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước tại địa chỉ www.bbtv.com.vn. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đến tham gia với chương trình. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã quan tâm tham gia và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.